Và tình ái là sợi dây vấn vít. Em nhớ câu này là nó là một cái gắn bó. Cái phần cuối bài ấy, sau khi chị giải thích thêm thì em có hai ý. Ý đầu tiên nói về tình yêu, khác thì nói về trầm cảm. Nói về trầm cảm đã, bởi vì trầm cảm người ta nói là, không phải là người ta nói mà là có nghiên cứu cho rằng là người bị nghiện một cái gì đó, ví dụ như là bia rượu hoặc là thuốc lá hoặc là một cái gì đó, thì nghiên cứu cho rằng là vấn đề lớn nhất của người bị nghiện như thế là không có kết nối ý nghĩa trong cuộc sống của họ, tức là không có mối quan hệ tốt. Ví dụ nếu mà họ còn trẻ thì những cái mối quan hệ của họ, bố mẹ này, anh chị em này, xã hội của họ, họ không có mối quan hệ nào lành mạnh hoặc là tốt, tức là họ không tìm được sự hỗ trợ để vượt qua những cái khó khăn, thì cái việc mà bị nghiện thì nó là một hậu quả của việc mà mình không có một mối quan hệ tốt. Thế nên cái việc mà Xuân Diệu nói về tình ái là gì nhỉ? Tình ái là sợi dây vấn vít, thì đúng, em thấy rất là đúng. Và hơn nữa, không hẳn tình yêu thì nó tình ái này thì nó trong tình huống này nó là tình ái romantic, lãng mạn à. Nhưng mà tình yêu cũng có tình yêu của một 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 loại mối quan hệ khác, anh chị em này, bố mẹ này, bạn bạn bè ấy. Ok, thế thì tình ái thì nó không không nói đến yêu thương của bố mẹ hoặc là anh chị em. Hay hay là tiếng Hán luôn đúng không? Biết ngay. Ái ân là động từ ái ân. Ái ân hiểu. Tình ái và bố mẹ không được. Bây giờ mới biết. Nó là hai hai người yêu nhau. Bây giờ em mới biết là tình ái là ái ân. Điều thứ hai mà em nghĩ đến khi mà đọc cái phần cuối mà chị giải thích là yêu thì mình phải sẵn sàng, mình phải nhận nhận chấp nhận là mình sẽ kiểu, chị nói là dead inside. Hay em muốn đào sâu một tí, mình phải chấp nhận là yêu là chết ở trong lòng một ít nha, bởi vì nó sẽ đau khổ. Nhưng mà tình yêu thực sự có nên khiến mình cảm thấy đau khổ không? Tùy gì? Em nghĩ là có nhiều phương lắm. Nó sẽ tùy trường hợp và nó sẽ tùy bối cảnh của người ta. Ví dụ nếu mà hai người ở một xã hội mà không cấm một loại tình yêu gì đấy, và coi như là họ không có nhiều giao cản để yêu nhau, thì theo như em theo theo ý kiến của em thì tình yêu không không nên đau khổ. Nhưng một mặt khác là nếu mà sự tình yêu ở trong mối quan hệ khác của một người nào đó không lành mạnh, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cách mà người đó hiểu và cảm nhận và nhận tình yêu của người, nhận tình ái của đối phương của mình ấy. Chị hiểu ý em không? Thì họ sẽ cảm 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 giác như là vì mấy khi yêu mà chắc được yêu, thế mà chắc là ông ấy có hiểu em thì em vẫn theo dõi đó. Thì nó là một cái hậu quả của cái việc mà mình cái cách mà mình hiểu và mình và bố mẹ hoặc là người thân của mình express định kiến là kiểu prejudice hoặc là stereotype đúng không?
Vâng, em thấy định kiến này nó nói đến cái điều thứ ba em muốn nói trong trong cái bối cảnh của ông người nói này, thì nó là một bối cảnh rất là cụ thể, thế nên nó làm nó thật ra thì nó có rất là nhiều rào cản, và người nói này, người cảm giác như là mình yêu tác giả này, thì họ không thể kiểm soát được những cái rào cản khác trong xã hội hoặc là cái bối cảnh của thế giới ngoài kia. Chứ nó không không đơn giản là mình yêu mà nó sẽ đau khổ, bởi vì thật ra thì tác giả ở đây thì có một cái trải nghiệm khác hẳn với nhiều người, đa số người. Nếu mà bạn thích nội dung này thì hãy like và subscribe luôn nhé. Thì rõ ràng là mình sẽ gửi đi rất nhiều nhưng mà lại không không nhận lại được đâu. Trong mối quan hệ tình ái thì tất nhiên mình sẽ có thách thức này, tất nhiên mình sẽ phải hy sinh một một cái gì đó, hoặc là mình sẽ phải compromise, mà nói chung là mình sẽ phải compromise về một cái gì đó, mình sẽ phải đồng hành với đối phương của mình. Đôi khi nó sẽ đau khổ, đôi khi nó sẽ là một thách thức rất là lớn này, mình sẽ cảm thấy buồn, mình không hạnh phúc một thời gian, nhưng mà nhìn sâu hơn thì tình yêu không nên đau khổ, không nên kiểu là sa mạc cô liêu đâu. Ừ. Bởi vì em thấy là cái phim này thì nó thể hiện tình ái nó đau khổ lắm. Nhiều nhiều bộ phim này tỏ ra là tình tình yêu hoặc là tình tình ái nó có nhiều rào cản, mà đôi khi nó lại rất là toxic, thôi xin nói nhỉ, rất là độc hại, rất là tiêu cực. Thế nên nhưng mà mình cho các bạn trẻ em xem cái phim đấy thì họ lại có một cái suy nghĩ về tình yêu nên như thế này, như thế 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 kia, thì nó lại đúng rồi, mình có họ hiện họ có một cái khung gọi là không hiểu, cái không hiểu về về tình ái, và nó thật ra nó không thật, nó kiểu nó ảo lắm. Thế nên là họ họ vào mà mối quan hệ mà họ lại chưa trưởng thành thì họ cứ sống như kiểu là họ đang họ là diễn viên ở trong cái bộ phim đấy, thì nó rất là độc hại. Nên em thấy là mọi người nên hiểu tình yêu có nghĩa là gì thực sự luôn, bởi vì nhiều người nghĩ về tình yêu một cách khác. Đúng rồi, đúng rồi. Tức là lúc nãy em nói về cái cách mà mình được bố mẹ nuôi, hoặc là bố mẹ thể hiện sự tình yêu như thế nào, thì mình sẽ được hoặc là bị ảnh hưởng như thế trong cuộc sống của mình khi mà mình lớn lên, khi mà mình trưởng thành. Và nếu mà mình không thực sự hiểu và phân tích với bản thân mình, hoặc là có một cái hoặc là có kỹ năng để tự xác nhận thế nào là lành mạnh, thế nào là độc hại, thì mình sẽ cứ theo cái cycle, vòng tròn của bố mẹ, vòng tròn của xã hội ngoài kia, trong khi cái vòng tròn đấy lại độc hại. Thì mình phải có kỹ năng để xác nhận, để thoát ra khỏi cái hộp đó, để thoát ra khỏi cái vòng tròn đó. Đúng rồi.